like, sáng nay bật like xong thấy bài nào vô hết trơn rồi. Chào Dương Huệ nha. Tụi nó bật like xong thấy chị nào vô hết. Em không có bán hàng, giờ không có bán hàng nha. Vô nói sàn chơi vui mấy bè ơi. Bè nào không thích đi ra, đừng có chửi em nha. Chào em tiếng em mấy chị. Hello mọi người nha. Sáng nay trang điểm với em, make up với em. Nhiều quỷ số luôn nè. Không tay mở giờ chuẩn bị ấy thôi. Có phát nói chuyện sầm la cho vui trời ơi. Bà nào coi thì coi, không coi đi đừng thì khỏi thì đi ra, đừng có chửi em nha. Hello mọi người. Đây là bây giờ em make up xương xương này, mặt em là hoàn toàn mặt mặt mộc. Make up xương xương. Đây là giờ thoa kem chống nắng nha. Cấp xương xương, khi like á, khi like là em hay make up xương xương. Nói chuyện vô cho vui nha mấy chị ơi. Tám. Với lại đơn hàng nào có vấn đề như thế nào á, mấy chị nói em luôn nha. À, còn mấy bịch á chị ơi, lấy thì lấy đi nha. Cái này là kem chống nắng anh phà. Nói chung là em không có quảng cáo cái một cái sản phẩm gì hết, lên nói chuyện tám với em cho vui nha mọi người. Hôm nay làm ai dám em quên. Thôi nhưng mà có muốn chửi cũng đừng chửi nha. Đây nè. Ôi mẹ ơi, tôi mà hát một cái là mấy bà ban nhà hết á. Sáng nay lên 8 cho vui nha, đừng chửi em nha. Nói chung là em lên nhà, lên nhà lấy luôn đi. Nói chung là mấy body em còn à, mấy chị em chúng mình trên mạng, tuy là trên mạng nhưng mà nó có gần nó mới cái thân được, đúng không mấy chị? Đôi lúc bán hàng không, chị chưa trị xong đâu em còn á, chị chưa trị xong đâu. Nè, thường thường em like, em đứng lên em like là em make up nhanh lắm, 5 phút 7 phút là xong à. Đây là lớp kem nền em dùng kem này, em dùng cái này của hãng của Hồ Ngọc Hà ấy. Bớt chứ, nói chung là do da đang đẹp nên là em không có đi làm nữa để chơi ạ. Em đang ủ bơ á, gội đầu xong giờ đang ủ bơ. Mấy bạn ơi vô có nha mọi người ơi, chút nữa trưa like nha, vô chơi nói chuyện vui nha, đừng chửi em nha. Lâu lâu nổi hứng phát trực tiếp vậy. Của Nguyễn Thị Thanh Thúy có đơn không Nguyễn? Nguyễn Thị Thanh Thúy có đơn không? Có đơn trong nhà còn đúng không? Còn chị ơi, chết mẹ rồi, chắc là nó bị sót đơn á, chứ còn giữ trong nhà đây mà không có thấy địa chỉ của chị á. Chết rồi, để em chụp màn hình lại em báo mấy bạn nha. Chào ấy Nhi Trần, đừng ở chửi tao nha mày. Đánh show thôi, nãy giờ em nói chuyện em quên nên đánh thu dữ quá. Đúng rồi, giờ make up chưa lại. Điên đồng mẹ đang like á. Mấy mày. Ok Tú Hoa nè. Ok Tú Hoa nha. Ôi, cái gói của chị làm nhiều tiền lắm em. Nhưng mà làm xong rồi là bây giờ không có hối hận. Nó da nó sáng lên một cách sao bên ngoài đây tối vậy ta? Có thấy tối không mọi người? Em là không có chuyên viên trang điểm đâu nha, làm chơi vui, cái này đi ra ngoài rồi chơi vui thôi.
Ờ đúng rồi. Chơi vui thôi chứ mấy chị mà mấy chị nghĩa. Chuyên nghĩa. Chuyên trang điểm á đừng vô ném đá em nha. Làm chơi vui thôi. Bà chị Ngọc Tuyết em không thấy chị ơi. Mày có ăn bạn đâu? Mày ăn bạn đâu? Với lại mấy chị nói nhỏ nhỏ thôi. Mấy chị bị đơn hàng nào chưa gửi được hay là sao? Ok chị chắc là nó để em chụp màn hình lại rồi ơi. Ê, rồi chị ơi, để em báo mấy bạn nha. Thông cảm giùm em, xin lỗi chị nha. Tại vì chắc là nó nhiều quá nó trôi không hết đó. Rồi, ở em đi phá này nè, em phá này còn dấu nè mà còn cái một ruồi đó đang sợ không dám phá nè. Lê Ngú em không thấy tin nhắn nhưng mà bên em không có bao đổi rộng chập nha chị ơi, còn cái gì từ từ em giải quyết sau. Rồi em cái này nè tạo thêm khối một xíu nữa. Bạn nào muốn về like thì tạo thêm khối xíu nữa. Ui bự quá. Quang Dũng đơn hôm qua chưa gửi đâu chị ơi. Hôm qua em chưa gửi. Em chỉ chẳng qua là học lõi thấy người này chúc người kia chúc học lõi thôi chứ không có biết trang điểm, hồi nhỏ giờ đâu có biết trang điểm đâu. Nhỏ giờ là hoàn toàn không hề biết trang điểm luôn á. Nguyễn Phương Trinh chị đặt hồi nào chị? Mickey hết rồi, Mickey hết rồi chị ơi. Sáng nay không bán quần áo mà mấy chị cũng đông quét rồi kìa. Ok chị Lê Ngố để em check inbox nha. Nói nè, nói chung là bán hàng thì cũng không phải gọi là gây ghét quá. Nhưng mà bây giờ mấy chị nè, có vấn đề gì thì gọi điện trực tiếp giùm em hoặc là inbox giùm em nha. Chứ ví dụ như mấy chị muốn rộng chặt gì đó mà nói thẳng trên live bây giờ lên em ok, ừ em đổi cho chị. Thì 500 người, 1.000 người, bao nhiêu đơn làm sao em giải quyết cho hết được. Nên là mấy chị có gì đó phải bốc giùm em chút nha. Ta quên một ta tức á. Nguyễn Phương Trinh bữa giờ có chip không em? Em Nguyễn Phương Trinh lấy 10 chip đúng không? Chị Quy Nhơn ở đâu chị? Lấy một hộp body cho Mỹ nha. Túi Mickey đỏ hết rồi. Rồi em mê cái son này dễ mang luôn á mấy chị. Từ mua từ cái thỏi đây này mà qua tới son này luôn. Đây nè. Từ cái thỏi son này nè. Ruby Hồng Ngọc. Rồi ok chụp màn hình luôn. Quên mất chị ơi xin lỗi. Tại vì công việc hàng ngày quên mất. Em xin lỗi nha. À, chị Nguyễn Phương Trinh. Chị cho địa chỉ trên đây luôn đi. Em giờ em mấy bạn gửi luôn. Nguyễn Phương Trinh chị cho số điện thoại địa chỉ trên đây luôn, em cho mấy bạn. Ừ, ta mê son này lắm mày ơi, mê tích luôn á. Mấy bạn ơi đừng vô coi đông rồi chửi tôi nha. Lâu lâu phát chơi vui. Sợ lắm. Không có bán mấy chị ơi, không có bán. Cái này ngoài thị trường đầy lắm mà. Có like nói chuyện xàm chị vui á mấy chị. Ai có kinh nghiệm gì chỉ em nhé nha. Từ lúc mà bán hàng 3-4 năm bây giờ mới cái đó. Bữa mình mua son nhiêu cây ta? 200 cây của chị. Thiếu một xíu nữa 299 đó. À đúng rồi. 299.
Em chưa có phấn hồng mà em lấy cái phấn mắt em đánh phấn hồng luôn. Đánh má hồng luôn. Đó, nãy giờ nhanh gọn xong lên like. Em không có cầu kỳ vẽ thêm chút mắt nữa. Cái đó em mua hình như 299 không, bán mấy cái đó cao lắm, ai phải chuyên biết dùng rồi chứ. Chắc mẹ rồi, giờ đâu có thấy gương đâu mà bị mắt. Đây sao vẽ ông nội vợ? Không, em phải vô gương à. Bây giờ sao vẽ? Về sao vẽ trời? Vô gương à, cái đây sáng quá ấy quá. Vẽ không được. Vô gương rồi, ở đây vẽ được mấy chị ơi. Em vô gương em mới vẽ được. Vô gương nó sáng mới vẽ được. Hồi đây cái màn hình nó không có đủ độ sáng, không có vẽ được. Đó, ngày nào em cũng mấy chị, ngày nào cũng dùng chống nắng đi. Không dùng cái sản phẩm này, dùng cái sản phẩm khác cho đỡ. Chứ để là da mình nó nắng. Không có, em em không có chuyên viên trang điểm gì đâu, lên ngồi tám với mấy chị cho vui á. Bè đào có kinh nghiệm gì, hồi giờ mấy chị không nói gì hết, em biết làm gì nữa. À, em dùng cái này nè mấy chị. Về lấy cho chị cái chai sữa nước Maxine. Cái này tẩy trang này nè. Đây nè. Đây nè, cái này nó cung cấp dưỡng ẩm với lại cái này. Nó làm cho da mình nó cấp ẩm cho da, nó không bị khô ấy. Một ngày là em tẩy trang phải là 3 lần ạ. Tại vì khi trưa là like. Trưa like đúng không? Trưa like, tối like nữa là ít nhất cũng phải 2 đến 3 lần. Là cái này nè, nó không có bị khô da. Cái này 150 một chai. Cặp đó là 190. Cái này nè mọi người, xài không biết là mấy chị đang xài gì, chứ xài cái này nó không có bị khô da. Tại da em cũng bị khô, bị nhờn. Dưới lại cái sữa Maxine Feel này nè, cái bát nước bán lâu rồi. Cái sữa rửa mặt này nó, mọi người có thể mua ngoài tiệm. Ồ, cái chai này chai to nhiều tiền quá nên là chị sợ nó bị vỡ bị đổ á. Bữa trước mua về nó bị vỡ cái nắp, mắc 150.000. Nên giờ mua chai nhỏ dùng từ từ, không dám mua chai bự. Cái này mua ngoài tiệm thuốc tây này mọi người. Em bị mụn cám nhiều lắm luôn á, với lại mụn ẩn, nhưng mà em xài 2-3 tháng nay nè, nó đỡ. Chị nào mà không có mụn thì xài cái nào cũng được. Còn cái này em hay bị mụn ẩn với mụn đầu đen á, em xài đỡ quét rồi luôn á. Bữa nay đi ra nặng mụn nặng có mấy cái rồi, với lại mụn cám thôi, chứ không có bị nhiều như hồi xưa nữa. 90.000 chai, chị nào thích thì mua chai lớn xài. Ai đang bị chống nắng hả? Nếu mà đơn kia có vấn đề gì thì đặt thêm gọi đơn khác đi bà, hay là nó bị lặt trôi ở đâu rồi chả biết nữa. Chung em biết cái gì em nói mấy chị, còn chị nào biết rồi gì là nói em nha, đừng có chửi em, kêu rồi. Biết ba cái tào lao rồi chửi rồi nói này nói kia nữa, khổ thân. Giờ chắc tắt like nấu cơm ăn. Chị nào có vấn đề hàng hóa đồ gì đó giờ nhắn đi, giờ nhắn hay em chết hết luôn nha, chết hết luôn, gửi cho mọi người luôn. Cái bè nào nãy hồi nay tâm sự mỏng nữa bè ơi, anh đẹp gái hơn nãy lúc đầu like rồi đúng không? Có like đồ chưa, lên like đồ. Lấy cái sữa rửa mặt đó, ý là em xài được tốt nên em giới thiệu cho mọi người đó, chứ còn không phải là bán buôn gì đâu. Cái đó ra tiệm thuốc thay mua 90.000 hay sao á đó. Đó, cái chai đó 90.000. Bữa nào em lấy cái phóng mắt hàng của Thái này về trong xài năm ngói năm nay nè, mà nó bỡ tè le hết mà em vẫn xài nè, để giả mang luôn. Đây này,
Lâu lâu lên nói xàm xàm với mấy chị cho vui mà. Chai mọi người ra tiệm thuốc tây kêu bán chai chai sữa đó Max Sanofi cái là người ta bán liền à. Đây nè. Đây nè mấy chị có thể chụp hình lại nè. Đây nè, chai này nè mọi người, ai chú ấy thì chụp hình lại để đưa cái hình. Chị mặc em lại nha. Đưa cái hơi cái chai là người ta biết là lông mày em làm lông ngói ở bên nào, chỗ chỗ Trân Châu á, em làm chỗ Trân Châu, chỗ tóc dẻ Trân Châu ấy. Làm chân mày lên ai cũng khen hết. Giờ là có một khát khao là đi bông vú. Bông vú với lại đi nâng mũi. Từ ước mơ từ nhỏ giờ là nâng mũi với lại bông vú. Không giờ xếp lép luôn nè, không mặc áo vú. Không mặc áo vú xếp lép luôn nè. Ok Ruby Hồng Ngọc nè. Nó thử. 100 triệu là bông vú được hay thôi, bỏ ra được 100 triệu em ăn. Con nhân viên em con Lệ bữa nay nó rảnh, không có con Lệ nó về quê rồi em like nó nhắn tin nó chửi nó kêu bà điên lắm hay sao ngồi like. Bộ nào? Đây nè, bộ cà phê đó. Chúc đưa lên like nha mọi người. Em đi xẻ ủ tóc bơ đây nè. Không mà sợ lắm gái ơi, biết sao không, sợ đổi tướng với lại cũng sợ bị có vấn đề gì mấy công, với lại cũng chưa đủ tiền. La nhà la cửa trước đã. Ơi giờ không biết thiệt luôn á, ngại quá, lần đầu tiên lên vậy quá, lần đầu tiên lên vậy quá. Tắt like nha mấy bạn. À kem bún kem trái cây hả? Trái cây là cha da nám với tàn nhang. Còn bún kem thường là trị là dưỡng. Bún kem thường là dưỡng kem trị kem làm cho dẻo dưỡng sáng da lên, ai mà không mụn này kia thì dưỡng. Nó cũng có trị mụn nám tàn nhang nhưng mà nó với mức độ nhẹ, nó không, cái đó là gọi lợi tổng hợp. Còn bún kem đỏ là nó trị chuyên nó là chuyên trị mụn mũi mà đẹp. À, giờ lo phải nhai là mới đẹp nè. Nó phải nhai là mới đẹp này ba chị. Da dầu là da là dùng cái gì chị đang hỏi chứ em không biết. Thực sự là em không biết luôn. Cái u tóc bơ nó đẹp lắm nè mấy chị, có mấy chục ngàn nhưng mà nó mướt dễ mang luôn. Đã ủ mình thường thường gội đầu xong rồi mấy chị ủ lên tuần khoảng 2 lần là nó tóc nó đỡ khô, nó mềm nữa. Ủa hồi nãy về có đồng hồ không? Còn dư không? Đưa chị. Nói chung là nhiều người biểu em đi nâng mũi lắm, nhưng mà em sợ. Em coi mấy clip em sợ quá. Đây này còn mấy đồng hồ nè, chị nào lấy em ghi tay luôn. Em muốn ca trăm rưỡi là mấy chị. Nhiều lúc nói thiệt sự là cũng tâm sự với mấy chị, em làm đơn hàng nhiều á, tại em làm đơn hàng nhiều là chắc chắn sai sót nó phải xảy ra, điều đó là đương nhiên luôn. Cảm ơn Lê Hoa này, chắc chắn là sai sót nó phải xảy ra, nên là khi có vấn đề gì ví dụ như hàng nhầm hàng lỗi gì đó, mọi người inbox giùm em hoặc là đơn sau, cứ inbox đợi đá, nếu mà quyết định mua đơn sau nữa thì để đá đơn sau em trừ luôn, hoặc là gửi lại cho em, hoặc là như thế nào đó gọi điện trực tiếp cho em cũng được nha. Điều sơ xuất là điều ngộ, điều đó là tất nhiên luôn rồi đó, tại vì một ngày em phục vụ những bút tinh mua hai cái quần L. Quần L là quần đồng hồ, bây giờ mấy chị mua hàng triệu cũng phải hạn chế dùng nước chứ.
Bây giờ muốn hông hông vô nước thì ra bỏ 10.000 ra nó chích vô. Nhiều lúc em like xong rồi có là tại vì làm việc công suất gọi là công suất liên tục luôn á. Nên là điều sơ suất là điều nó phải không thể nào tránh khỏi được. Nên nhiều lúc có vấn đề gì khắc phục được thì khắc phục giúp em, còn có sự cố nó ví dụ lỗi nhiều quá hay như thế nào thì cứ để đó em trừ tiền không có sao hết nha. Đồng hồ còn mấy cái này đẹp lắm, y chang như cái hàng hiệu 1.000.000 luôn á mấy bạn. Thiệt sự là nếu mà không rành hàng là nhìn vô không có thể nào biết được. Em dám ca kế với mấy chị là như vậy luôn, tại vì em mua đồng hồ nhiều em biết. Cái này mà không, đây nè mọi người thấy không đó, bây giờ mới nhìn rõ nè, hôm qua nhìn không rõ nè. Bình thường mà cái dây hàng mà khoảng hàng xịn á, hàng 1.000.000 rồi là nó mới có khắc logo này đó, đây ha, đây nè, và hàng cao cao chút nó mới có khắc logo này, đây nè, nó in nè, nó dập để thấy không đó, dập nè, cái da nó rất là đẹp, bây giờ mới nhìn kỹ được hết nè, da nó rất là đẹp nè. À, bữa nay like dù gì tâm sự cho vui thôi, còn mấy cái này chị nào có cần rất là đẹp luôn á, đây nè, đẹp lắm. Em hôm qua lấy mất cái màu trắng của em, giờ em lấy lại, còn có sót lại mấy cái màu trắng với lại mấy cái màu đen thôi. Chị nào hôm qua chưa có thì chốt, có 8-9 này nè, màu đen đeo lên tay là quá đẹp. Em mà đăng hình màu đen lên là mấy chị xỉu luôn. Màu đen nè, có mấy cái là ai cần thì lấy nha. Cái này về mấy chị rút ngay chỗ cái nguồn đây nè, cái đường trắng nè, đã rút ra xong rồi ấn nó vô, chặn giờ ấn nó vô là nó sẽ chạy nha. Còn ai mà muốn an toàn à, có thêm một điểm chỗ này nữa nè, này nó khắc cái logo chỗ này nữa nè. Ai hay mua đồng hồ là để ý là biết có khắc cái logo chỗ này nữa nè, đây nè, cái chữ này thấy không, rút cái ngù màu trắng đi ra xong rồi ấn nó vô là xài được nha, là xài. Còn chị nào muốn mãi mãi nó không vô nước ấy, thì ra bỏ 10.000 ra chiếc cái kia chỗ này nè, dùng nước thoải mái. Mà giờ mấy chị mua có hàng 1.000.000 đi nữa cũng phải hạn chế nước chứ làm sao mà không thể nào mà ngâm nước lâu được. Mấy cái Apple Watch hay cái gì kia mà cũng phải hạn chế chứ, không có thể nào mà ngâm nước lâu được. Rồi, nghỉ nha, xuống like nha mấy chị ơi, nói xàm biết nói gì nữa. Em đi xẻ cái đầu kia nè. Bye bye mọi người, trưa hẹn trưa gặp nha, 12 giờ lên nha.